mấy thông rồi, mấy thông rồi, mấy thông rồi. Đó, khu dày đặc đó. Nè, chúng ta đang đi về đường của Cầu Tháp. Một cảnh tượng sương mù dày đặc đang hiện diễn ra. Thầy kiểu mấy thông ở đây nè. Đó, thấy rồi đó. Đây là giờ đến 7 giờ mà sương mù rất là dày đặc. Cảnh tượng nó xảy ra ở Cầu Tháp hiện tượng rất là lạ. Còn 7 giờ mà sương mù rất là dày. Chúng ta đang đi về đường Tân Thạnh, Long An. Chúng ta thấy sương mù rất là dày. Thế nào thấy ra hiện tượng này lâu hiếm lắm xảy ra hiện tượng này. Ê, kinh luôn phải không? Đó, cái sông hai bên. Rất là dày. Chạy không thấy đường. Đây, đây, đây. Đó, đó, vậy kia luôn. Trời ơi, con lấy sương mù luôn. Mấy rồi mà vậy đặt cái đó.